Trong đó bánh mì cà lên tôi làm xong bạn cả lại ăn gì không? Bánh mì thật sự có thịt luôn và nó để dành này nè, để nó sẽ làm cho khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta phải mau thật mau đau thật đau. Căn nhà ta cũng phải ở đây đã có người thuê rồi, người ta nhìn thân hạnh phúc một mình bờ vơ thay mình cùng nhớ. Em thì qua bận với những khoáng lo nhiều hơn mà công ty chế lương thì tôi ăn bệnh mì bắt mình học không có thể luôn tay cầm đơn cầu mong anh có đồng việc mới của em lúc khó khăn nhưng ngày tháng rất gần. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu chiếc xe bụi bóng mê bánh ngoài đường hai ta thấy bình thường dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường hủ tiêu có cả mì gói nước xôi nhấm cánh chim gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, anh phố hôi lúc thành chợt ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau. Rối ren như trật tự giao thông đường phố, lạc nhau rồi hút nhau qua đường cố. Đèn đỏ là tới đèn vàng, dừng hay là chạy chuyện tình buồn là ta vẫn mang. Tiếng ngọc thân thuộc của những thơ bán năm xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà nhiều tiền hơn như thế là cảm phun hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, rồi trái tim ta lạnh hơn một phím băng. Ta luận cô rỡ là tâm thay đổi không ăn cùng nhau, nhiều trong việc nên hơi khỏi. Có những bản nhạc buồn không nên viết cùng nhau, vì khi là nhạc cất lên thì cả hai sẽ người cùng đâu. Lúc nghèo thì lúc vô nhưng năm tháng anh đầm lấy cương, không phải bây giờ anh bắt tụi em chuyển váy đâu. Em thì hoa bừng vời nhưng khoang lo nhiều hơn ở công ty chế hương thì tối ăn bánh mì không có thịt luôn. Tay cầm đơn cầu mong anh có còn việc mời phù em lúc khó khăn nhưng nay tháng xuân càng nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hay ta có nhà lầu thêm xe hơi có đủ tất cả màu chiếc xe bụi bấm bê bánh ngoài đường hay ta thấy bình thường dù hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường hủ tiêu gõ và mì gói nước sôi thêm cay trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố môi lúc cản trở ta mất nhau, câu chuyện cười thật đâu. Em thì qua bận với những khoác lụa nhiều hơn mà công ty trễ thì đói nước bánh mì. Anh cầm cân cầu mong anh có phòng biệt mời phụ em lúc khó khăn những ngày tháng xuân cả. Trăm điểm luôn. Nghệ gì vậy?